Một giờ là kèo 4 anh em ạ. Giờ anh quyết đánh kèo 4 lúc 1 giờ. Đây rồi, Summer nó có đôi voi bảy hiệu đầu đây, một bảy hiệu mà. Hai. Không rồi. Không rồi. Vâng, đi vòng một tên thôi mà nó ta đã bảy hiệu. Ta đã cỡ một cõi lòng. Không, mình được cái này thôi. Bây giờ này như ta nói, mình anh yếu mà. Đấy, bây giờ này thì chỉ thắng được một xe thôi. Hoàng tiếp tục đường vòi nữa về. Bà lại cân bơ đi. Để con Katha cái cân con Miwan. Để rồi, bốn voi, bốn voi, bốn voi, bốn voi. Thế thứ ba. Thứ ba. Tôi không không ạ. Còn hai tên kia 6 không ạ. Hai tên kia 6 không. Đi con mẹ, hai thằng kia lúc rồi cũng 6 không hai tên đầu. Thế là T3 bị bật 32. Ờ, tôi tin vừa số chia sẻ là anh cũng làm 6-0. Xong lên C3 này cũng bị thua. Ở nhiều kịch bản cứ lại không lên rồi. Ơn rồi, ơn rồi. 5 voi cho mát. 5 voi ăn ba quả game nhường luôn cho Văn Nhất. Quyết sẽ ăn nguyên 5 voi và ăn bồ đầu. Không ai đi dò nữa cả. Chúng ta cũng đảo qua mảnh máy của game thủ Văn Nhất. Nhất có hiệu đầu và đang có một voi. Và ăn thêm quả cũng như nó ăn đủ đồ rồi. Đỡ bây giờ đang thang gặp sư tử nó cắn chết giờ. 44 chiều này ở cái dân câu voi sao kìa. Rồi. Đây em check cho anh em cái kèo 44 chiều này xem sao nào. Nãy giờ nhiều anh em hỏi quá không thấy support cho biết đâu hết rồi. Chiều Madrid thì đang đi ăn rồi. Để em check xem cái kèo này chiều 44 quà nam chiều nay là lúc mấy giờ. Là quần đội hình nào. Đấy cái chỗ bầy hươu vừa nhảy hay sao đây. Đúng nhỉ, không phải, màu mấy vừa ăn bầy hươu. Rồi bác quả này không đi qua ăn được. Không, không, không ăn qua, không ăn quái bãi quả đấy, không đi qua được. Phải đi vòng rất xa. Đi vòng quanh rừng này mới ăn được cái bãi quả đấy. Đang tranh nhà màu 6, xe grab là người cầm min. Rồi bơ gánh cổ gặp quyết, quyết đánh 26 dân. Vâng, chiều nay thì vâng, vẫn gặp Sài Gòn New anh em. À Nam tiếp tục đơn với Sài Gòn New tiếp. 13:30, 11 và 13:30. Hoàng Văn Nhi quyết xi măng tiêu đầu với người Gunny Tú Xuất, Sang Club và Tịnh Văn. Trở lại với cam quyết nào, xem quyết đánh gì, đánh cùng rồi, cánh này sẽ còn Persia. Khả năng nghiệp thủ màu nghiệp thủ màu 3 sẽ là người chọc chéo cho con Miwan của màu 6 đánh cung. Ừ.
bơm luôn cho game thủ vào bản đất chăm thực nó thể khỏe. Bắn nhất nào, đây rồi, chính xác một dòng một tê công bên đây. Một dòng một tê chơi thẳng vào nhà của game thủ Văn Nhất. Chơi tê trước. Tôi bắt con tê này sẽ đập con giò nào. Bắt được con giò không? Bắt được con giò mà bà, vâng, rất hay. Bắt được một dòng một tê, mình đổi lại một giò. Là thế là như vậy là lời cho mình khi mà mình không có dân nào cả. Màu 2, màu 6 rất gần với nhà của game thủ Văn Nhất, vâng. Đánh thằng Cung Nga đến từ màu 6 và lên đội 3 xong rồi. Đời khá sớm. Vẫn chưa đủ gỗ để đóng BB. Màu 6 như cũng chỉ là một bàn mờ họ chưa ăn vàng. Họ đang nhìn, tôi nghĩ là nhận đồ bơm vàng đến từ game thủ màu 6 này. Lạc đà của màu 3 đến, rồi vụt luôn. Giặc đến nhà vụt luôn thôi. Mình có một lạc đà mình thủ thế này mà. Vụt con lạc đà trước. Chưa. Có bắn hai lạc đà này, mới chạy hai lạc đà rất đều đây thôi. Được rất yếu hoàng. Nó khả năng tên này nhất tím rồi. Khi mà màu bào đang chạy lạc đà rất đều. Vâng, và mất 8 hơi sâu khi mà lạc đà pơ chảy lên quá rát. Cam quýt nào. Và màu bao chuyển về đánh thủ khi mà game thủ Văn Nhất đã phế. Màu bao này sẽ thủ cho được cho màu 6 lên cung ai áo khỏe. Vâng, quyết liệu cân đôi được không? Bên kia họ là con cung Ami One và con Pơ này vẫn đang rất khỏe. Rất đông lạc đà Pơ xe đang chạy ở đây. Nhưng thế đứng cung mình thấy đứng đẹp, thế đứng rất bắc bình. Như ở nhà thì đang có hai lạc đà và hai lạc đà một giỏ. Vẫn đang ra hai lời đều từ người cầm màu 3. Vâng, vẫn ở chỗ đấy có một cái khe, một cái con dốc. Quyết là muốn đuốt đồ nhà bà này trước. Vào màu 6 này, không ra thằng này rồi. Vâng, khoai thất